dành cho vườn nhà mình. Các bác có vườn nào rộng mà muốn tiết kiệm công phun cũng như là tiết kiệm chi phí thì các bác có thể kết hợp sử dụng ngay cho em cái chai diệt côn trùng BQ và kèm theo gói trị nấm BQ này đi ạ. Đây là hai cái sản phẩm sẽ diệt trị nấm cũng như là diệt được nhiều loại côn trùng cho các bác. Đối với cái gói BQ này thì sẽ hỗ trợ cho các bác là trị được rất là nhiều loại nấm có trên cây của nhà mình này, như là xỉ mủ, thối rễ, đốm quả, thối quả này. Với cái thành phần ở đây đó là mancozeb, metalaxy và những cái chất phụ gia đặc biệt. Sản phẩm này thì gồm có hai hoạt chất nên là cái công đánh thuốc của nó mạnh gấp 2 và 3 lần so với những sản phẩm thông thường ở trên thị trường. Một gói này của bên em chỉ có 200g thôi, nhưng mà cho các bác pha tới từ 200 đến 240 lít nước. Nhà mình nếu mà các bác sử dụng để phòng nhá thì các bác còn pha được tới 400 lít nước cơ. Nên là dòng này thì đang được pha và sử dụng rất là nhiều. Nên là các bác nếu mà mình có sử dụng kết hợp nhá, mình có thể sử dụng kết hợp hai dòng này cho em ạ. Vừa tiết kiệm công phu này, công sức cho nhà mình này. Đấy, hai dòng này kết hợp nha mọi người. Một chai 5 gói trị nấm với 1.000 lít nước cho các bác mình phun được 1 hecta. Combo bên em thì đang gồm có 2 chai này, 10 gói trị nấm tặng thêm cho các bác, đó là 2 gói trị nấm và giảm ngay 300.000 trực tiếp vào đơn hàng cho các bác. Ngoài ra nếu như là vườn nhà mình các bác rộng nha, các bác mua về số lượng nhiều nhá, thì khi mà các bác mua 5 chai diệt côn trùng BQ như thế này, các bác sẽ được giảm ngay 1 triệu và mua một thùng như thế này 12 chai là mình sẽ được giảm thêm 2 triệu tư cho một đơn hàng nhà mình nữa. Và các bác khi mà mình mua nhá, thêm 20 gói BQ, các bác sẽ được tặng thêm 5 gói BQ nữa. Và chương trình ngày hôm nay sẽ chỉ có giới hạn nhất định thôi và có số lượng ít. Nên là các bác ơi, mình hãy nhanh tay để lại số điện thoại dưới video này đi, để bên em sẽ có những cái bạn chuyên viên tư vấn hỗ trợ để các bác nhận được cái ưu đãi này và đặt hàng ngay trong ngày hôm nay.